Xin kính chào tất cả quý bà chị em trong tình yêu Chúa Giêsu Thánh Thể. Tạ ơn Chúa chúng ta lại được quy tụ với nhau trong giờ thánh cũng như kinh tối gia đình trực tuyến. Chúng ta tiếp tục hành trình cầu nguyện cho các nạn nhân Covid được ơn chữa lành đỡ nâng, và xin Chúa ra cánh tay dập tắt đi cơn đại dịch này, để hy vọng rằng cuộc sống cũng như đời sống kinh tế của chúng ta sẽ được ổn định và mỗi ngày thăng tiến hơn. Và giờ đây chúng ta đứng lên hát kinh Chúa Thần, xin Chúa thánh hóa giờ kinh và giờ thánh đêm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin ngồi mà Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng được trời cho muôn người trong khắp nơi. Đức Chúa Trời sai Thánh Tín Thần truyền tin cho rất thánh Đức Bà Maria, và rất thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Này tôi là tôi ta Đức Chúa Trời, tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con đang chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm người. Thì xin vì công ơn con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây thánh giá cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phát truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con dư đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đấng phép tăng và lòng lành vô cùng đã phán ưa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng
Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, con dâng mình xuống trước mặt Chúa, con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đói xem sự nghèo ngặt con và nhầm lời con nguyện. Lạy Chúa, xin hãy mở miệng lưỡi con ra thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa. Lạy Chúa, chúng con vì dấu thánh giá, xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay người hồn con vui sống, tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời. Hồn con thương bên lòng Chúa, Chúa là gia nghiệp duy nhân đời con, là trên phần phúc con trông mong. Con tin dâng người tâm lòng cây trong, giữ gìn con Chúa ơi. Vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm, trong cánh tay người hồn con vui sống, tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, chúng con yêu mến tôn thờ. Chúng con cảm tạ Chúa lại một ngày sống nữa. Chúng con được vui sống bình an trong tình yêu thương của Chúa. Xin Chúa đoái thương tha thứ những lỗi lầm thiếu sót của chúng con, nếu như trong ngày hôm nay chúng con đã lỗi lời hứa, đã không sống như quyết tâm chúng con đã hứa với Chúa, đã không giữ được giới răn chính Chúa dạy chúng con hãy yêu thương tha thứ cho nhau trong chính đời sống gia đình chúng con, trong môi trường chúng con làm việc. Xin Chúa cũng đoái thương đến sự khó khăn, sự khốn đốn, sự lao đao của đời sống chúng con trong bối cảnh Covid này. Mỗi người chúng con chật vật hơn, khó khăn hơn để lo manh cơm miếng áo vật chất. Xin Chúa cũng giúp mỗi người chúng con trong khi lo lắng tiền của ăn vật chất, cũng không quên của ăn thiêng liêng là chính Chúa, để mỗi tối đêm về chúng con lại quy tụ bên nhau để tôn thờ Chúa, để yêu thương, để chiêm ngắm và đón rước Chúa cách thiêng liêng vào lòng chúng con. Chỉ có tình yêu Chúa mới đỡ nâng chúng con.
Chỉ có tình yêu Chúa mới giúp chúng con vượt qua được những khó khăn thử thách trong lúc này. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện, những lời khấn xin, những người đang cậy nhờ chúng con cầu nguyện, và cách riêng những người đang lâm cơn hấp hối, những người mang những bệnh tật, nan y. Xin Chúa đói thương, đỡ nâng, giúp chúng con được bền độ đến cùng. Xin Chúa cũng ban ơn chữa lành cho mọi ước nguyện của mỗi người chúng con. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Sio Philato, chịu đóng đánh trên cây thánh giá, chết và tan xác, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời người bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực càng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm thời. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm thời. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm thời. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Năm sự mừng thứ nhất thì ngâm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta xin cho được sống lại thật về phần linh hồn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm thời. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm thời. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Danh danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu lên trời, ta xin cho được ái mộ những sự trên trời. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực càng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Kính mừng Maria để ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria để ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria để ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ ba thì ngẫm Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, ta xin cho lòng được đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Đức Cha chỉ đến, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria để ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria để ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria để ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria để ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria để ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria để ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria để ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria để ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria để ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria để ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng,
nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ bốn thì gắm Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta xin ơn chết lạnh trong tay Đức Mẹ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Đức Cha chỉ đến, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Giáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ năm thì gầm Đức Chúa Trời thương Đức Bà trên trời, ta xin Đức Bà phù hộ cho ta cùng được thưởng Đức Bà trên nước thiên đàng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Đức Cha chỉ đến, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,
và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Lời Ngài là sự sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngăn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời con. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được cha của anh em đấng ở trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí đừng có khua chiên đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng đầu cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh.
Rồi khi ăn chay, anh em chỉ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức già. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay phải rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Giêsu thánh thể. Chúng con cảm tạ Chúa. Hôm nay đã nhắc nhở chúng con qua lời Chúa để mỗi người chúng con biết tự nhìn lại chính mình, để mỗi người chúng con biết sống theo thánh ý Chúa hơn, biết sống một cách khiêm nhường hơn và biết sống dưới luật yêu thương theo thánh ý Chúa hơn. Bản tính con người của chúng con luôn khoe mẽ và thích người ta được biết tới, thích được người ta ca tụng, thích được người ta tán dương về những điều chúng con làm được, về những thành công chúng con có được. Đó là lẽ rất tự nhiên của bản tính con người. Thế nhưng như chính Chúa dạy chúng con, nếu chúng con yêu mến những của cải vật chất thế gian, nếu chúng con yêu mến những lời tán thưởng của thế gian, vậy thì chúng con đã có phần thưởng của thế gian rồi. Nhưng phần thưởng mà chính Chúa, chính Thiên Chúa là Cha đấng thấu suốt những điều thầm kín trong tâm hồn chúng con, đấng nhìn thấu suốt tâm và can của chúng con, sẽ biết được chúng con đang hướng về thế gian này hay chúng con đang hướng về Chúa khi chúng con làm việc bác ái, làm phúc bố thí. Chúng con bố thí, chúng con làm việc bác ái vì yêu thương người anh em như tha nhân, như là anh em cùng một cha trên trời, hay chúng con làm chỉ để người ta biết đến mà thôi. Chỉ có Chúa là đấng thấu suốt lòng chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa cũng đã nhắc nhở mỗi người chúng con khi cầu nguyện cũng một cách thức như vậy. Chúng con hãy biết đấm ngực, biết hối lỗi, biết ăn năn, biết nhìn vào con người của mình trong sự sâu thẳm kín đáo của tâm hồn, để chính nơi ấy con gặp Chúa và Chúa gặp con, và chính Chúa sẽ giúp chúng con chữa lành những vết thương. Chính Chúa sẽ soi sáng những góc tối trong tâm hồn chúng con. Và đó là phần thưởng của chúng con. Chúng con xin cảm tạ Chúa. Xin Chúa giúp sức cho chúng con khi cầu nguyện với hết tâm hồn và trí khôn, cũng như tình yêu mến của chúng con dành cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, chúng con còn yếu đuối lắm, chúng con còn nhỏ bé lắm. Xin Chúa hãy tiếp tục dắt tay chúng con, dạy bảo chúng con và giúp chúng con từng ngày tập sống theo thánh ý Chúa, sống theo lời Chúa dạy. Amen. Kính lạy dâng thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, chúng con xin phó dâng linh hồn và xác cùng mọi sự cho trái tim Chúa. Nếu ngày hôm nay chúng con sa phạm điều gì lỗi lời chúng con đã hứa, thì xin Chúa thứ tha. Lạy Chúa, xin hãy dùng trái tim vẹn sạch Đức Mẹ là nữ vương hay ban sự bình an mà lập nước Chúa trong mọi gian, thắt khắp cả miền xứ chúng con,
chớ chi chẳng những mọi người giao hữu, mà lại các dân các nước đều nhìn biết Chúa là vua rất nhân từ mà yêu mến phượng thờ, chớ chi cả và thiên hạ trống rập một tiếng tán tạ tung hô rằng nước Chúa chỉ đến và tuệ rất thanh trai tìm Đức Chúa Giêsu là vua hằng sống hằng trị đời đời. Amen. Giờ đây chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa vào lòng cách thiêng liêng. Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa đang hiện diện trong bí tích thánh thể. Con yêu Chúa trên hết mọi sự và con ao ước được rước Chúa vào tâm lòng con. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình và máu thánh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Con ôm ấp Chúa như thể Chúa đã ngự trong lòng con và liên kết cả toàn thân con với Chúa. Xin đừng bao giờ để con phải xa lìa Chúa. Amen. Đây nhịp tin vô cùng cao quý, chúng ta phụng bái tôn thờ và dầu tin ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường cho nghi lễ mới đây. Ta dâng về Đức Chúa Cha và Con Chúa, cũng ca mừng chúng vang hòa, cùng vinh phô quyền uy danh ra, các thánh thần nhiệm xuân với ai ngồi, bao tiếng hát chung kinh tiên ba ngôi một Chúa muôn đời. Amen. Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại, bánh có đủ mùi vị thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trôi lại cho chúng con bí tích mình và máu thánh Chúa, để chúng con đời đời thương nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiêm tay ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Toàn Năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện, tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn tư tanh. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quan đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Chúng con trong kẻ ra thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan, thiếu tôn đức nữ đồng trinh hiến vinh sáng lang hàng chưa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy ra thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, lạy trái tim cực thanh cực tịnh ra thánh Đức Bà Maria, lạy thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, lạy thánh nghe ma tông đồ thánh thể, lạy các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các đấng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thay mặt Đức Chúa Trời sáng lam vui vẻ vô cùng. Amen. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi là tình con trong mỗi tình người. Trái tim mộng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Nữ vương ban sự bình an, thánh Giuse là đấng nâng đỡ gia thất chúng con. Lạy Chúa chúng con vì dấu thánh cha, xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cha xin hết lòng cảm ơn tất cả quý bạn chị em đã cùng đồng hành với Cha trong giờ kinh tối đêm nay. Xin Chúa tiếp tục ban ơn cho chúng ta, ban ơn cho quý bạn chị em và gia đình một đêm bình an và ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào ngày mai.